channel của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một video mới, đó chính là giới thiệu về những thành viên của kênh mình. Kênh mình của các bạn cũng đã biết, và đây là video đầu tay của mình. Và thành viên thứ nhất chính là mình. Mình năm nay học trường trung học cơ sở thị trấn Đầm Dù. Như các bạn đã biết, ai cũng đã học ở đó. Và những sinh viên học sinh từ tiểu học và ra trung học có khi tới 6, 7, 8, 9, 10. Và hôm nay là ngày học phụ huynh. Và hôm nay là video đầu tiên, là đầu tay. Và mình sẽ giới thiệu kế bên mình đây, áo vàng, là thằng em mình. Nó học ở trung... Ở lộn, nó học ở thị trấn Tầm Du A. Tầm Du. Nó học ở phía sau á, là lớp khối 4, khối 5. Xin chào, mình, xin chào các bạn. Mình ở bên cơ sở, mình ở bên học thị trường thị trấn Tầm Du. Tầm Du ở cơ sở 2 nha các bạn. Lớp 5-4, chứ không phải lớp 5-2 nha các bạn. Hình như nó đổi lớp rồi hay gì mà nãy giờ nó nói xong rồi đi rồi. Vậy để anh mình nói tiếp nha. Dạ, cái bên đây là có đứa cười miệng hơn cái lo phát bài. Dạ. Đúng rồi nói. Dạ, mình đã cầm một chiếc là gà điện thoại để quay, chứ mình đâu có quay chia cho mệt. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là một chiếc gà điện thoại. Và mình không có điều kiện để mà quay video và không phải chỉnh sửa, chứ mình chỉ có thể quay rồi đăng lên trực tiếp thôi nhé. Và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại sau.